Vâng, hello, xin chào tất cả anh em. Vậy là mùa đấu thứ 12 của game âm nhạc mùa 3 Onmyoji Arena đã bắt đầu rồi. Và hôm nay thì MVP Game sẽ cùng các bạn điểm qua những cái trang bị đã được thay đổi trong mùa 12 này nhá. Và nếu mùa 12 này mà chúng ta không cập nhật kịp những cái trang bị đã được thay đổi thì chúng ta rất dễ bị ao meta, không biết lên trang bị như thế nào cho nó hợp lý. Và bây giờ MVP Game sẽ ra những cái video clip về đồ và bảo ngọc mới nhất cho anh em hãy cùng tham khảo nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật xem mùa 12 thì đã có thay đổi về trang bị như thế nào. Vâng, đầu tiên là trang bị sát thương, mời anh em cùng xem. Thì trang bị đầu tiên đó là trang bị trọng tiễn Minh Xuyên. Thì trọng tiễn Minh Xuyên bây giờ thì sẽ có là 60 tốc độ đánh và 20 tấn công hoặc là 20 sát thương phép. Nếu các bạn lên tấn công thì nó sẽ theo hướng tấn công, hoặc là các bạn lên sát thương phép thì cái chỗ 20 đấy nó sẽ thành sát thương phép chứ nó không có công nữa. Có nghĩa là các bạn áp lên thì cũng được, mà AD lên cũng được. Và nội tại của nó thì vẫn bình thường nhá. Đấy, vẫn là đánh theo cấp sát thương phép, và đòn đánh thứ hai thì sẽ gây thêm một lần sát thương nữa. Đấy, nhưng mà mình cảm thấy là sát thương của trọng tiễn Minh Xuyên nó sẽ bị giảm một chút, vì tại vì hồi xưa nó là 30 sát thương thì nó bị giảm dần rồi. Và tiếp theo ở bên phải đó là đồ mới, đó là Vũ Thủy Thiên Vũ. Thì đồ này nó có 22% chuyên vật lý, 22% chuyên phép, 35 tốc độ đánh. Ngoài ra nó có một nội tại nữa là khi các bạn đánh đủ 5 tầng đánh thường sẽ gây thêm 20 cộng 5 cấp hiện tại vật lý và cung cấp thêm 10% sát thương nữa anh em ơi. Thì đồ này nó sẽ hợp cho những thức thần mà vừa có sát thương, vừa có sát thương phép, sát thương tay, vừa có sát thương phép, đó là như là Chin. Đấy, Chin cũng hợp, hoặc là Lúa cũng hợp nha, hoặc là Thanh Hành Đăng cũng hợp. Những vị pháp sư AD mà vừa luôn hai dạng thì nó sẽ hợp. Nhưng mà một cái bị động của cái đồ này đó là không có sát thương anh em nha, sát thương ít. Vâng. Vâng, ba đồ tiếp theo MVP Game muốn giới thiệu cho anh em đó là ba cái đồ được tăng thêm 10% hút máu khi chúng ta công kích. Đầu tiên là Diệt Đao Châu Hoàn. Thì nó bây giờ nó sẽ có 40 tấn công và 45 tốc độ đánh, thì bị giảm tốc độ đánh xuống anh em nhé. Thì nó có thêm 10% hút máu khi chúng ta đánh thường. Đấy, ngoài ra thì nội tại nó vẫn bình thường nhá. Khi mà chúng ta đánh vào địch thì sẽ đánh theo phần trăm máu. Vâng, đấy là Diệt Đao Châu Hoàn. Thì nó bị giảm một chút sức mạnh xuống, nhưng nó có búp hút máu anh em nhé. Đồ tiếp theo là Thiên Lôi Chấn. Thì Thiên Lôi Chấn thì lại được búp sức mạnh anh em ơi. Thì nó có 60 tấn công, 35% tốc độ đánh. Tốc độ đánh bị giảm xuống, nhưng mà nó có thêm 10% hút máu, rất là hay luôn. Và nó có một nội tại được búp đó là Lôi Chấn. Thì cứ cách 6 giây thì đánh thường sẽ gây thêm một luồng điện, gây cho 5 mục tiêu là 50 cộng 12 cấp, 12,5 cấp hiện tại. Và lưu ý rằng đòn đánh này có thể chí mạng, đòn đánh phép này có thể chí mạng anh em nhá. Đấy, và nó có một cái nữa là mỗi lần đánh thường sẽ giảm 2% hồi chiêu. Đấy, bây giờ thì anh em có thể lên cái Thiên Lôi Chấn này thay cho Diệt Đao Châu Hoàn, tại vì nó được kích hoạt cả chí mạng khi mà cái lôi điện nó ra nữa anh em ơi. Ngoài ra có cả hút máu anh em nhá, đẩy đường lại nhanh nữa. Rồi, tiếp theo là Thiên Cổ Cung. Thiên Cổ Cung cũng được búp thêm là 10% hút máu công kích nhá. Nó có 50 tấn công, 25% chí mạng, 10% hồi chiêu, hồi một chút năng lượng. Và một cái nội tại ẩn nữa là cứ cách 8 giây thì lần đánh thường tiếp theo thì sẽ gây thêm sát thương và làm cho đối phương bị giảm tốc độ chạy anh em nhá. Đấy, thì là ba món này được búp thêm 10% hút máu, nhưng mà trong đó Thiên Lôi Chấn được búp mạnh hơn và Diệt Đao Châu Hoàn bị giảm một chút tốc độ đánh đi anh em ạ. Vâng, hai món đồ tiếp theo của đồ vật lý đó là Hung Đao Quỷ Hoàn. Thì đã bị giảm sức mạnh khi mà từ 120 sát thương thì còn 90 thôi, và bây giờ chỉ có 10% hút máu vật lý. Nhưng mà có một cái này rất là hay, khi chúng ta cuối game chúng ta lên cái đao này là nó có cộng thêm 15% tấn công, và khi diệt thức thần địch thì sẽ lập tức hồi phục 10% máu. Thì cái nội tại này vẫn có, nhưng mà nếu mà cuối game ấy, cho những thức thần mà lên đam nhiều ấy, mà lên cái đồ này thì công kích nó sẽ lên rất là nhiều anh em nhé.
Và tiếp theo, Phụng Thần Hú Cốt thì đồ này đã được búp là nó có 85 tấn công, hồi xưa mình nhớ là 75 hoặc là 70 thôi. Thì giáp nó cũng nhiều hơn, 10, 80 lên 10 là 90 giáp. Và hút máu vật lý và hút máu phép thì giờ còn 6% thôi, hồi xưa còn là 8%. Và nội tại vẫn như thế nha, nội tại thần cốt là máu ít thì sẽ hút được nhiều nha. Rồi, đấy, đấy là hai cái đồ hút máu hồi xưa. Vâng, hai cái đồ tiếp theo được thay đổi đó là đồ đầu tiên là La Sát Chùy. La Sát Chùy bây giờ nếu mà chúng ta chơi áp mà chúng ta lên La Sát Chùy thì nó sẽ thành 75 sát thương phép. Nếu chúng ta chơi tanh thì nó sẽ thành 75 tấn công. Tùy vào thuộc tính chủ yếu, ví dụ chúng ta là AD chúng ta lên thì sẽ nó tăng AD, chúng ta là pháp sư thì lên nó sẽ thành pháp điểm pháp sư anh em nhé. Thì cộng 450 máu và 10% hồi chiêu, ngoài ra thì nó giải hiệu ứng khống chế nhá. Áp và AD đều lên được. Tiếp theo là Sơn Si Hoa Tàn, cái đồ này hồi xưa cho áp thôi nhưng mà bây giờ AD có thể lên được. Thì nó có 80 tấn công, thì nếu mà các bạn là áp thì các bạn lên thì sẽ là có sát thương phép nhá. Nhưng mà đây mình đang quay ở bên AD thì nó hiện là 80 tấn công đấy. Thì nó có thêm là 375 máu, 10 thời gian hồi chiêu và đốt. Đốt đối phương theo phần trăm máu nhá, 2% anh em ơi. Đây là Phụng Thần Hú Cốt. À không phải, đó là Sơn Si Hoa Tàn, mình nhầm nhá. Vâng, hai cái đồ vật lý cuối cùng đó là Cầm Khoảnh Khắc. Bây giờ các bạn có chơi AD các bạn cũng có thể lên và nó sẽ cộng thêm 80 công, 80 giáp, 100% hồi máu. Và khi chúng ta bấm cái cầm này thì chúng ta sẽ vào trạng thái đóng băng trong vòng 2,5 giây anh em nhá. Thì nếu mà lên áp thì nó sẽ cộng thêm 80 sát thương phép, nếu mà chơi AD thì sẽ cộng thêm 80 công. Và tiếp theo cái đồ được búp đó là Mắt Bát Xà. Thì tấn công nó giảm xuống nhưng mà nó sẽ cộng thêm 55 giáp anh em ơi, và 10% đánh hút máu. Thì cái này nếu mà chó lên thì rất là hợp. Và cận chiến thì đánh thường sẽ gây lan thì là vẫn nội tại hồi xưa, nhưng mà nó một cái nữa là cộng thêm vào giáp anh em nhá. Vâng, tiếp theo là chúng ta cùng đến thay đổi của trang bị phép. Thì hai cái đồ được búp đó là đồ đầu tiên Thất Diện Thiên Nữ. Thì đồ này thì bây giờ sẽ có thêm là 8% tốc độ chạy cho anh em ơi. Thì ngoài ra có 10% thêm tốc độ hồi nữa, cái đồ này được búp thêm anh em nhé. Và tiếp theo là Mạn Đà La Mật Kinh. Thì đồ này thì bây giờ cũng được búp thêm 18% tốc độ chạy anh em ơi. Thì bây giờ pháp sư sẽ cơ động và đi gank nhiều hơn đó anh em nhé. Vâng, hai cái đồ pháp sư tiếp theo thì mình cũng đã giới thiệu ở trang bị bên vật lý rồi, đó là La Sát Chùy và Sơn Si Hoa Tàn. Thì hai đồ này bây giờ pháp sư lên được nhá. Thì nếu mà các bạn chơi pháp sư các bạn lên cái đồ này thì nó sẽ thành điểm pháp thuật luôn anh em ơi. Đấy, và có thêm hiệu ứng là đốt này cộng với là giải hiệu ứng khống chế anh em nhá. Anh em hãy tận dụng hợp lý khi chúng ta vào chơi game. Vâng, đồ tiếp theo mà được thay đổi đó là Cầm Khoảnh Khắc ở bên trang bị pháp sư. Thì đồ này bây giờ AD và hầu như ai cũng có thể lên được cái đồ này anh em nha. Pháp sư cũng có thể lên được anh em ơi. Pháp sư thì chúng ta sẽ được 80 sát thương phép anh em nha. Anh em nhớ chú ý là nó vẫn lên được anh em ơi. Vâng, tiếp theo là đồ tanh, đồ đỡ đòn anh em ơi. Thì ở mùa 12 này thì Kim Thần Giáp đã được thay đổi như sau. Nó cộng thêm 60 giáp, 575 máu, cộng thêm một cái này nữa đó là 60 kháng phép và 5 tốc độ chạy. Ngoài ra thì nội tại của nó bây giờ là giảm cho thức thần phe địch trong 450 đơn vị 6% sát thương sau khi khống chế mạnh kẻ địch, sẽ khiến hiệu ứng này gấp đôi trong vòng 3 giây, 6%, 6, 3, 18 thì là giảm cho địch 18% sát thương. Nếu mà chúng ta chơi những vị thức thần mà có hiệu ứng khống chế như là Hezo này hay là một mắt mà làm cho AD đối phương bị
choáng hay là hất tung thì đối phương sẽ bị giảm sát thương anh em nhá. Vâng, và tiếp theo là cái đồ mới toanh, đó là Thiên Ma Trở Giáo anh em ơi. Thì đồ này có 150 giáp, 150 kháng phép, và nó có một cái hiệu ứng kích hoạt là sẽ nhận ngay 60 hiệu ứng tăng tốc độ chạy duy trì, và nó giảm dần trong vòng bao nhiêu đây, 5 giây tiếp theo à, và sẽ giảm dần nhá. Và trong 5 giây tiếp theo sẽ, nếu mà gây sát thương sẽ nhận thêm 30-70% mức máu tối đa dựa trên số thức thần phe địch xung quanh. Rồi thì bây giờ cái đồ này thì sẽ giúp chúng ta tăng tốc độ chạy và sẽ có một lượng máu ảo à. Vâng, mình chưa thử nhưng mà mình nghĩ là thế. Vâng, trang bị tiếp theo mà mình muốn nói đến đó là cái đồ Tam Đồ Thiên Quang. Tam Đồ Thiên Quan thì cái đồ này thì ở những cái cập nhật trước đã thay đổi rồi, nhưng mà nhiều bạn chưa biết thì mình cho vào đây để giải thích lại. Thì nó có 525 điểm máu, 110 kháng phép, 10% thời gian hồi chiêu. Và cái nội tại nó được thay đổi rồi, không làm đối phương giảm kháng phép nữa, mà là sau khi chúng ta sát thương trúng mục tiêu sẽ khiến nó chịu sát thương tăng từ bản thân mình. Và ban đầu tăng 1,5%, nhưng mà cứ cách 0,5 giây thì sẽ tăng 1 tầng, tối đa là 8 tầng. Nếu trong 6S, trong 6 giây chưa bị sát thương ấy, không bị sát thương thì sẽ mất. Đấy, thì đồ này thì thích hợp cho rơi hoặc những đỡ đòn anh em nhá. Vâng, tiếp theo của chúng ta đó là đồ giày và trang bị hỗ trợ. Đồ mới đầu tiên trong phần hỗ trợ đó là cánh cửa Amanoi Wato. Thì cánh cửa Amanoi Wato này thì nó sẽ mở thêm một ổ trang bị nữa. Đó là bình thường hồi xưa chúng ta chỉ có 6 trang bị thôi. Khi chúng ta mua cái này thì chúng ta sẽ có thêm một ô nữa là 7 đồ trang bị anh em nhá. Rất là kinh khủng luôn. Thì đồ này thì anh em nên trang bị lúc nào? Khi mà anh em cài ở phần cuối ấy, trang bị thứ 7 ấy, thì anh em cài cái đấy thì nó sẽ hiện lên một cái trang bị nữa nha. Hoặc là 6 trang bị thì anh em mua cái trang bị này anh em nhá. Vâng, tiếp theo là một trang bị giày mới toanh, đó là giày Cơ Xảo Huyền Giáp. Thì sẽ có 45 tốc độ chạy, 20% tốc đánh và cộng 5% sát thương đánh thường. Thì đồ này bây giờ thật sự sát thủ đi cũng hợp, samurai cũng hợp, và hợp nhất đó là AD lên quá hợp luôn, có tốc độ đánh và tăng thêm sát thương anh em nhá. Vâng, trang bị tiếp theo đó là trang bị hỗ trợ ánh sáng Asakura. Thì Asakusa thì bây giờ nó có 250 điểm máu, 30 thuộc tính, có thể là tấn công, có thể sát thương phép cũng được. Và thì nó có một cái nào nữa, đó là hồi máu à, hồi máu anh em ơi. Nhưng mà bây giờ thì nó có thể giúp cho các bạn tanh, các bạn cũng có thể lên được cái đồ này nhá. Hồi xưa chỉ có thảo và pháp sư thôi. Tiếp theo cái trang bị hỗ trợ thay đổi nữa là đó là Khổng Lam Cảnh. Thì nó có 250 điểm máu, 35 thuộc tính chủ yếu, có thể là cộng thêm công, cộng thêm phép, tùy tùy. Có nghĩa là các bạn lên tanh thì các bạn cũng có thể tăng được sát thương công, các bạn lên áp thì các bạn cũng có thể tăng được áp các bạn nha. Vâng, đồ thay đổi tiếp theo đó là Bát Xích Ngọc. Thì bây giờ chỉ có cộng 80 giáp và 600 máu thôi. Ngoài ra thức thần cạnh mình chỉ sẽ tăng thêm điểm giáp anh em nhé. Hồi xưa thì có cả tăng điểm kháng phép, nhưng mà bây giờ chỉ có cái này thôi. Thì rất là thích hợp cho hỗ trợ khi mà lên cái đồ này, thì sẽ giúp cho team nhiều giáp hơn anh em nhé. Vâng, đồ cuối cùng của support đó là ánh sáng dẫn mộng. Thì nó có 80 giáp, 550 máu, 100% hồi máu, và một cái hiệu ứng nội tại rất là kinh, đó là khi gây hiệu ứng khống chế mạnh lên thức thần địch sẽ hồi phục 20+4% máu tối đa điểm máu cho bản thân và đồng đội ở gần có máu thấp nhất. Ví dụ chúng ta cầm Momiji đi support, chúng ta làm choáng thì bản thân mình và đồng đội sẽ được hồi máu. Ví dụ mình chơi một mắt làm cho đối phương bị hất tung thì mình sẽ được hồi máu và phe mình cũng được hồi máu anh em nha. Đấy, thì cái đồ này sẽ rất hợp cho tanh khi mà có khống chế anh em ơi.
Vâng, vậy là video những thay đổi của mùa 12, những trang bị được thay đổi của MVP Game đến đây là kết thúc rồi. Chúc anh em mùa 12 cập nhật được những trang bị hợp lý và lên đồ nó thật là hợp lý nhất có thể anh em nhé. Chúc anh em mùa 12 thành công và nhớ like cho MVP Game có thêm động lực để làm video về game Âm Dương Chư Mobile nhé. Xin chào và tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.